mẹ sinh thành chớ có quên công cha ngại mẹ sinh thành. Mẹ mang con 9 tháng thầy sinh một giờ trong lòng mẹ cha cha ngại tành dư. Trứng nước ngây thơ nhưng là chớ có quên công cha mà ngãi mẹ sinh con ra. Công mẹ cũng lắm, công cha thời nhiều nào là khi ơi con ơi bồng bếp cơm sữa nâng niu. Thì nhọc nhằn cha mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn, đêm nằm quần áo chiều ta nó ướt thì đầm đầm cho ướt thời mẹ chịu cho đành tâm. Ăn đèn con ơi thuốc cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ. À, mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm. Kính con phải đạo trời, kính thọ đôi bên thì cha mẹ là người hiếu chung, cùng thái sơn ơi con ơi phụ mẫu ngàn trùng. Khuyên con cứ ở hiếu chung thảo hiền cha mẹ thì thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đèn cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi vấy con mong con tươi tốt được bằng hoa. Khi mình già mà tuổi luống, cha già nhờ con bỏ công con lội suối trèo non, cha thì tu nhân mẹ còn tích đức cho con sau này ở có tiền ới con ơi thời hậu được vây hay. Có mấy tiền
đậu được vây hay cha vây dòng cây đức mẹ ơn dày đền ân trong phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân cảm thương cha mẹ ân cần ra con mặc lòng ai thôi thì phải đạo làm con nói đến cha mẹ con thương lặng mà nghe tôi kể đoàn chừa khúc nhôi kể từ một ân trong lòng tim mẹ mới có thai chịu sầu bi miệng thời mà cay đắng dạ thời mẹ héo hon bữa cơm ăn mẹ ăn không biết miệng ngon ơi con ơi lòng mẹ đắng cay mà chua xót và con đêm ngày sang đến hai anh công cha thì ngại mẹ biết bao tay với con mẹ đi sớm về chữa con ơi của ngon mà vật lạ cha hè mẹ ước ao mà ăn mấy mẹ cùng con thì khó nhọc đã ôm dao chịu quá bao công trình sang đến ba ân mùa tới thang sinh khác gì vật mẹ một mình ai kể từ con nuôi thập nguyệt thái dương con nhọc nhằn có mang con vật lạ mẹ không ngăn đã được 9 tháng mẹ trông mong cho nó đủ 10 ngày mong tới tuần bông hoa nở liền tay thì đứng
đây với mừng quý con làng vàng con ơi cân giá đã nào bằng nương bằng từ bằng ngọc coi bằng bông hoa láng tí tai nghe thời thì con khóc ở trong nhà thì nó đau mà lòng mẹ nhưng mà được làm con công ty sinh thành ơi con ơi đạo đức bằng núi non cha mẹ chịu chiếu giường tình yêu đường cù lao vất vả con nơi khắp bể bên trời lại láng cồn toàn sang đến bốn ân người chúng con tham thiết mẹ cơ an tình dư mà lại láng chứa tràn ướt đầm cho ướt thời ới con ơi mẹ chịu cho đành tâm ướt mấy thời mẹ chịu đành tâm giao con lại con nằm cho lấy em đốt ngọn đèn con ơi thuốc cả thâu đêm để chờ cho con đi ngủ em mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm con đạo trời kính thờ đôi bên khi cha mẹ là người hiếu trung thái sơn phụ mẫu ngàn trùng đói với nghèo mẹ khuyên con cứ ở hiếu trung đạo hiền cha mẹ thời gia phong khi thì chân yếu đã tay mềm khi chân yếu tay mềm để cơm giả sữa kéo phiền mẹ cha nuôi với con mong con tươi tốt được bằng hoa phòng khi mình già tuổi luống cha già nhờ con bỏ công cha mẹ lội suối trèo non còn mà tích đức đã cho con sau này ở có tiền thời hậu được vây hay cha dòng mà cây đức âm mấy dày đàn ân trong phép đạo người khuyên con thì giữ đạo hiếu thân cảm thương cha mẹ ân cần ra con năm ân con đi xài ghẻ con cam nam ấy xài ghẻ
con cam của vây ngon vật lạ mẹ không ham không hà. Bao nhiêu ơi con này của lạ vật gì miếng với ngon thì miếng ngọt cha mẹ nhường chỉ để cho con miếng nào con ơi phải cay đắng nó chả mà được ngon. Con phải đứa hay khóc cha mẹ mà lo thay, dù đêm mẹ quên ngủ, dù ngày mẹ quên ăn, sáng đến mùa đông trời làm chi giá rét đã căm căm. Mà xê con thiếu váy gì của lạ miếng ngon thiếu gì thịt cá giò nem ngọt bùi bữa cơm ăn mẹ ăn với mới mẹ tôi lại khen bùi. Giật mình về lúc con lên hoa biết bao cha mẹ khó nhọc xóa xa đêm ngày để tha hồ cha mẹ nặng nhọc mà đắng cay. Thuốc ông thầy quản chi trông mấy mong cho chúng con từng cỡ từng kỳ cha mẹ lo dần cho chúng con từng tí tí tị từng tí lo dần hoa con đau lòng cha mẹ trả an thân. Lòng cha mẹ nát lo dần về con thương thay lòng mẹ ngồi đây con nước mắt nó chảy ra cuồn cuộn như nguồn non xanh đói vẫy nó bấm gan thì mẹ nhịn cho đành. Sang đến tám ân kẻ bao cái xiết nỗi nguồn cơn thời lòng cha mẹ nhi quên bối sầu bẻ vây trời ơi con ơi rộng cả cao sâu ai lấy cân mà nhắc ai hầu được chưa cha mẹ kia lo dành cho chúng con ngày tháng đã thoi đường. Thank you.
là quyến dung tiền nợ ông thầy, lo cho con hết bao nhiêu của đêm ngày, vì con thương vấy thầy lòng mẹ khói khóc đã, vì con gia tài cư nghiệp vì con, nhưng là mừng qua cầu cao bé dọc đã qua, bây giờ cha mẹ với đà an đi, thân con với cả lớn khôn đôi bên, cha với mẹ đã mừng thầm. Dạy bảo mà nuôi, trông thì thấy con ăn vấy nói đã kỳ cười, bây giờ cha mẹ vấy ngồi trong lòng, trông thì thấy con tươi tốt đẹp đẽ tươi hình dòng, bây giờ cha mẹ bằng lòng dưỡng sinh sang đến chín ân nuôi chú con này đã trưởng thành. Hành điền sách thì văn chương trai vẫy thời cho thi đỗ khoa trường, thôi nguyên thì nhất cử bảng vàng để danh, cô con gái thời cha mẹ thì lại dạy hiển vinh dạng dỗ muôn đình, rẻ ngọ sáng đông sang đến mười ân nuôi cho con đủ cả vợ chồng. Cháu cháu chắc chắc thông dòng được họ trường, giả gì hơn ông bà phụ mẫu tại đường, tổ tôn từ huynh thịnh văn chương đời đời truyền thật ơn từ đó mà thôi.